Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Phan TV. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc điều hòa nha các bạn. Các bạn thấy ở đây thì có rất nhiều đồ đây các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc điều hòa. Đó, mình sẽ sử dụng hai con sò nóng lạnh nha các bạn. Hai con này là tầm khoảng 200W này. Đấy, nói chung là tầm khoảng 200W thôi các bạn. Đây là quạt, rồi là những cái mạch kiểm soát nhiệt độ đây các bạn, tản nhiệt. Rồi là một cái bộ nguồn rất là khủng đây các bạn. Bộ nguồn này thì là 33A 12V nha các bạn. Đây, đây là cái lốc nóng của các bạn nhá. Đấy, có cái dàn nóng, dàn lạnh luôn. Đây là dàn lạnh này các bạn. Đây, dàn lạnh rất là to. Cái dàn lạnh này thì mình cậy trong tủ lạnh nha các bạn. Đây, còn dàn nóng là cái bộ tản nhiệt cho CPU của PC. Nhưng mà mình sẽ tiến hành X2 lên. X2 là tức là sử dụng hai con sò nóng lạnh các bạn. Đấy, cho vào đây. Úp lên nữa một con. Mặt số này sẽ là mặt lạnh nha các bạn. Đấy. Úp lên. Cho này, đấy, như này các bạn. Đó, nhìn rất là chất luôn nha các bạn. Đó các bạn, nói chung là đồ đạc đã đầy đủ hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp ráp lại cho mọi người cùng xem liệu rằng với cách làm cái máy lạnh như thế này thì nó có thể hiệu quả hay không nha các bạn. Đó, hai con sò này nếu mà hoạt động hết công suất thì có thể làm cái nước ở trong này, nếu mà lưu lưu thông không nhanh các bạn là nó có thể đóng đá luôn ở trong này nha các bạn. Rồi, hai con sò này rất là mạnh. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành sử dụng dây rút và rút nó lại thôi các bạn. Đó, trước hết thì mình sẽ làm cái này. Ở đây nó sẽ sử dụng một cái máy bơm các bạn. Và máy bơm 12V. Được ạ, máy bơm 12V nhá, DC để có đẩy nước. Nước sẽ được tuần hoàn trong cái bộ này nha các bạn. Đó, và sau này sẽ lắp một cái quạt nữa. Ok bạn, vậy là mình đã chế xong cái phần bộ nóng của nó rồi. Đó, nó sẽ như vậy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp thêm cái bơm nữa các bạn. Đó, bơm sẽ lắp ở đây cho nó gọn luôn các bạn. Đó các bạn, đấy. Nói chung là đi xong đường ống nước nha các bạn. Bây giờ thì làm nốt cái đường điện nữa là xong nha các bạn. Đây. Nối nốt cái mấy cái dây điện này vào nữa nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành thử test nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đổ nước vào và test thử xem nó có lạnh không đã. Xong rồi thì mình sẽ lắp thêm một số cái cảm biến nhiệt độ nữa các bạn. Đấy, đến nhiệt độ là nó sẽ tự ngắt. Đây các bạn, đây là cái mạch cảm biến nhiệt độ này. Đấy, xét được cái mức nhiệt độ là bao nhiêu độ là nó sẽ tự ngắt, là nó ngắt nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước vào đây cho nó chạy nha các bạn. Nước lọc bình thường thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện vào này. Đó. Không khí ở trong này nó bắt đầu thoát ra nha các bạn. Gần hết một chai nước này đấy. Dùng cái này khả năng là sẽ tốn nước các bạn. Đây, đây là cái bình dự trữ nước này. Nước trong này sẽ luôn được để lạnh nha các bạn. Đây, nước ở đấy sẽ được làm lạnh bằng hai con sò. Đây, mình sẽ tiến hành điểm lúc xem là nó có lạnh không nha các bạn.
Đấy, cái nguồn này thì hoạt động thoải mái luôn các bạn. Nếu mà chọn cái nguồn mà tầm khoảng 12V 10A chẳng hạn là chạy cái bộ này là đuối luôn. Đấy, còn với cái bộ nguồn này thì vẫn thoải mái các bạn. Ok các bạn, ở đây thì mình đã cho chạy được một lúc rồi. Đấy, nhiệt độ của cân này thì bắt đầu giảm xuống 26 độ nha các bạn. Nhiệt độ bình thường nó tầm khoảng 31 độ này. Đó, cái bộ này thì nó bắt đầu hơi ấm ấm nha các bạn. Nói chung là tản nhiệt cho một con sò thì ok nha các bạn. Chứ con bộ này mà tản nhiệt cho hai con sò là nóng bỏng luôn. Đấy, hơi ấm ấm. Sờ vào đây thì vẫn rất là mát này các bạn. Đấy, rất là mát luôn. Cái ống này thì mình sử dụng ống đồng, hoặc là sử dụng những ống mà nó sẽ có những cái bộ phận cách nhiệt thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì trong cái quá trình cái nước lạnh các bạn nó đi qua đây, nếu mà ở trong cái điều kiện khí mà nhiệt độ phòng của bạn nó quá là nóng thì cái này nó có thể làm mất nhiệt đi. Đấy, đến đây thì nó sẽ kém đi các bạn nhá. Đấy, nên ống này thì mọi người có thể thay bằng ống đồng và bọc những cái gọi là cái như xốp ẩm, giữ ẩm vào các bạn. Đấy thì nó sẽ được lạnh hơn. Đấy, còn để như này thì cái không khí nó có thể làm cái nước này nó bớt lạnh đi nha các bạn. Đấy, đến đây thì nó sẽ bị bớt lạnh. Nhiệt độ hiện tại đang là 26 độ nha các bạn. Vẫn xuống hết sức là từ từ. Đấy, dây này càng ngắn càng tốt nha các bạn. Dài quá là nó sẽ bị mất lạnh. Đấy, sờ vào rất là mát luôn. Rồi, buộc cái bộ này vào quạt cho nó thổi nha các bạn. Ok các bạn, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một cái máy điều hòa nha các bạn. Đây, mình chơi hẳn cái bộ quạt này thổi cho nó mạnh. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật lên này. Đấy. Ui dồi ôi, hơi lạnh nó phả xuống đúng không các bạn? Đấy, lạnh kiểu, đúng kiểu điều hòa luôn các bạn. Đấy, nhiệt độ đang là 21 độ C nha các bạn. 21 độ, 22 độ, 26 độ này, 25 độ, 23 độ. Đấy, nó tùy chỗ các bạn. Đây, một cái quạt điều hòa nha các bạn. Ok các bạn, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một cái video chế một cái chiếc quạt điều hòa cho mùa hè lạnh giá nha các bạn. Có cái chiếc quạt này thì mùa hè sẽ bớt lạnh hơn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi ngủ đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.